Xin kính chào quý bà con. Thưa quý bà con, giám đốc ruột đỏ cập nhật ngày 24 tháng 7 2024 giám đốc đi ngang. Hôm nay, thương lái mua mít ruột đỏ Indo lá bầu giá mua tại vườn. Giá mít nhất là 41.000 đồng một ký, trái lấy từ 9 ký trở lên. Mít nhì 31.000 đồng một ký, trái lấy từ 7 ký đến dưới 9 ký. Mít ba giá 18.000 đồng một ký, trái lấy từ 4 đến 7 ký. Mít chợ dao động từ 10 tới 12.000 đồng một ký. Ngoài giá mít ruột đỏ, kênh còn cập nhật giá nhiều loại nông sản khác. Bà con hãy nhấn vào nút đăng ký để theo dõi thêm. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Cảm ơn cửa hàng điện máy Phúc Anh, phucanhstore.com đã luôn đồng hành và hỗ trợ cho kênh Nhà Nông Miền Tây để có thể mang đến nhiều thông tin hơn cho bà con nông dân. Phúc Anh Store chuyên cung cấp các mặt hàng điện máy, điện gia dụng chính hãng.